đi đi, đừng có nói nhiều lời nữa. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đợi em nãy giờ có lâu không? Không đâu. Nếu người anh chờ đợi là người thương của anh thì bao lâu anh cũng đợi mà. Anh sến quá à. Thì ra thời gian trước đó em luôn tìm mọi cách để rời bỏ anh. Một tuần sau khi chia tay mà em đã có người mới rồi đó hả? Anh là ai? Sẵn anh đến đây rồi á thì tôi cũng muốn nói luôn. Đây là Phong, người yêu mới của tôi. Thôi được rồi, hai năm qua anh đã đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng và cả sự chân thành này dành cho em. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể có được em. Chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Mà anh trai nè, anh cướp người yêu của tôi như vậy anh có cảm thấy vui không? Anh nói chuyện kỳ vậy. Tôi cướp của anh khi nào? Ừ đúng, không phải do anh. Do tôi không thể giữ được người mình yêu rồi. Nhớ chăm sóc cho Ly thật tốt đấy. Đừng bao giờ làm cô ấy phải khóc giống như tôi vậy. Anh ấy là người yêu cũ của em à? Dạ đúng rồi anh. Đáng lẽ hôm nay á mình sẽ có một ngày đi chơi thiệt là vui vẻ. Mà gặp anh ta thì mất vui rồi. Anh nghe anh ta nói em và anh ta chia tay một tuần trước, nhưng mà anh cũng đã quen em 5 ngày rồi. Vậy là 2 ngày sau khi mà em chia tay anh ta là em đã quen anh. Anh thấy anh ta còn tình cảm với em á, vậy tại sao em lại rời bỏ anh ta để lựa chọn anh vậy? Em không còn tình cảm với Nam nữa. Lúc trước em và Nam cũng từng rất là vui vẻ, nhưng sau 2 năm quen nhau á, với lại nhiều thứ xảy ra nữa, nên em thấy bên cạnh anh Nam không còn chút nào vui vẻ nữa. Mọi thứ trở nên rất là nhạt nhẽo. Anh nghĩ là em nên quay về với Nam, cho anh ta thêm một cơ hội. Anh nói gì kỳ vậy? Bộ anh không yêu em à? Có chứ, anh yêu rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại nó là khác, vì anh biết những ngày đầu quen biết nó sẽ rất đẹp mà. Vậy tại sao anh khuyên em quay lại với Nam chứ? Nếu như từ bỏ một mối quan hệ chỉ vì chán nản, không tìm được sự vui vẻ từ đối phương nữa thì anh thấy nó không đáng. Có thể em sẽ vui vẻ vì đã có anh rồi. Có thể em cũng chợt nhớ về anh ta mà tựa vai anh để khóc. Nhưng anh ta vẫn còn tình cảm với em mà. Anh ta sẽ rất đau buồn đó. Làm sao mà anh biết được? Để anh kể cho em nghe câu chuyện này. Ok, anh kể đi.